số 400W, 200W, 400W của Camo, hộp số bi chính xác, tỷ lệ 1/20, G là cấp chính xác cao nhất có trên Chà Păng. Thì cốt vào đương nhiên là 14, tiêu chuẩn 14, đường kính khoảng 100, kính 100, ở đây có nhô ra một chút, 10 ly, nhô ra 10 ly. Tổng cao khoảng 140, vô 14 ra 20, êm không rơ lắc. Hàng có số lượng, các bạn có thể ráp 400W hoặc 200W vào, ví dụ như cái này 400W. Ngoài ra cái phần bắt cái bát để bắt cũng có bán luôn. Này gia công nguyên khối, bắt vào đây. Phần gia công này là nó đã vuông góc chuẩn, về mình không cần chỉnh vuông góc.